Chào các bạn, trên tay mình đang là một cái bộ sạc không dây đến từ thương hiệu Baseus và như các bạn nhìn thấy ở trên hình ảnh cùng với những cái thông tin của vỏ hộp thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái thông tin đây, Đấy, một cái sản phẩm được thiết kế tối ưu dành cho điện thoại iPhone 12, các bạn chú ý nhé và nó tối ưu như thế nào thì tí nữa mình sẽ mở hộp ra để cho các bạn tham khảo. Và chúng ta sẽ xem qua một số những cái thông tin khác đã Ở đây đây, thông tin này, sạc không dây này Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái công suất tối đa là 15W Đấy, các bạn chú ý nhá sạc 15W chứ không phải là sạc 10 hay là 5W đâu Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ xem là có những thông tin gì Ở đây thì chúng ta sẽ có cái chất liệu bằng hợp kim này Kết hợp với kính này Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái cổng sạc tay C và nguồn vào thì khuyến cáo là các bạn sử dụng các cái củ sạc có cái dòng 2A hoặc là hỗ trợ quick charge và tất nhiên dòng sạc ra thì tối đa có thể đạt tới 15W rồi đấy đấy là những cái thông số cơ bản và bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này nhá và trong hộp thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng thôi cái này thì bỏ qua bên này và và bây giờ thì ở đây chúng ta sẽ có một cái sợi cáp USB-C rồi, và tiếp đến thì ở đây chúng ta sẽ có sản phẩm đấy rồi. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Cực kỳ là đẹp luôn. Vâng, và đây là toàn bộ cái thiết kế của cái bộ sạc không dây này. Thì các bạn sẽ thấy ở phía mặt trên này chúng ta sẽ có một cái lớp kính. Cái lớp kính này sẽ giúp chúng ta nhìn xuyên vào phía bên trong. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy hết cái mainboard này. Đấy, rồi các linh kiện ở bên trong thì đều nhìn rõ hết vào phía giữa này chính là cái phần tâm để hỗ trợ được sạc tốt nhất rồi ở phía đằng sau thì các bạn sẽ có những cái thông tin về sản phẩm này tất cả những cái thông tin này thì cũng ghi hết ở ngoài vỏ rồi không có vấn đề gì phải quan tâm đâu ở đây thì các bạn sẽ có một cái cổng sạc USB-C và hai cái lót đế để chúng ta đặt lên bàn thì nó sẽ không bị trơn trượt và tại sao cái sản phẩm này nó lại nói là hỗ trợ tối ưu cho điện thoại iPhone 12? Và đương nhiên những cái sản phẩm như iPhone X hay là iPhone 11 thì đều hỗ trợ kể cả Android nhé thì đều hỗ trợ một cách tốt nhất. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái lý do vì sao mà cái chiếc sạc này lại bảo là hỗ trợ tối ưu cho iPhone 12. Thì các bạn sẽ thấy phần tâm ở đây. Bình thường với những cái sạc không dây ấy mà chúng ta đặt vội là hay đặt lệch, ví dụ đặt lệch như thế này chẳng hạn này thì cái việc mà sạc ấy thì có thể không sạc được hoặc là sẽ có một cái thời gian sạc rất là chậm nhưng mà với iPhone 12 ấy thì các bạn sẽ có một cái điểm lợi đấy là phần nam châm thì khi mà chúng ta đặt vào đây này thì các bạn sẽ cảm nhận được nó có một cái lực hút đấy chúng ta sẽ cảm nhận được một cái lực hút thì chúng ta sẽ đạt được cái chính tâm được tốt hơn và, và mình sẽ bỏ cái vào hộp ra thì để cho các bạn sẽ cảm nhận được tốt hơn đấy Tất nhiên là ở trên video thì chắc chắn là các bạn sẽ không nhìn thấy được Nhưng mà khi mà các bạn dùng ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy được một cái lực kéo, lực hút Đấy, chúng ta sẽ đặt chỉnh Đấy, nhưng nó không hít chặt như thế Nó chỉ hít một cái lực nhỏ nhỏ thôi Khi mà chúng ta đặt lên này thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái phần chính tâm Nó sẽ giúp cho các bạn sạc được tốt nhất Rồi, bây giờ mình sẽ thử một chút và các bạn lưu ý là cái phiên bản này thì nó sẽ có thêm một cái thiết kế nữa Đấy là cái phần kính này này nó sẽ không phải là phần kính nữa mà nó sẽ làm cái phần hợp kim che hết cái phần mainboard này đi nhưng mà theo mình ấy, thì cái phiên bản mà sử dụng mặt kính này nhìn vào phía bên trong nhìn trông nó vẫn đẹp hơn và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé ở đây là cắm điện rồi và mình sẽ sạc thử đấy thì như các bạn thấy ở đây thì thông báo sạc thì đã sạc ngay rồi đúng không và như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn cái bộ sạc không dây đến từ thương hiệu Baseus với cái tên gọi là Symbol Magnetic vâng và video đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại